Vậy là theo như các bạn đã thấy thì như anh Việt Anh đã nói là tất cả các sản phẩm khi sử dụng là phải đều biết rõ nguồn gốc, như sản phẩm Kickman Plus này thì nguồn gốc ở đây thì như được xác thực bằng chính bằng chứng sống, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do. Còn người review hay những người đã từng sử dụng qua những sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội như anh Việt Anh đây đã từng gặp phải những cái tác dụng phụ. Vậy thì đối với sản phẩm Kickman Plus này có thể có sức cạnh tranh lớn hơn, đó là về thực tiễn đã có rất là nhiều người tin tưởng và dùng tới ở trong xã hội hiện nay, đúng không ạ? Thực ra suy từ tâm lý của Việt Anh ra, nhân nếu như mà ngày hôm nay Việt Anh ngồi đây và giáo sư Do có tiết lộ là giáo sư Do đã sử dụng cái này và đã chia sẻ với bạn bè thì chắc chắn Việt Anh ngay sau ngày hôm nay Việt Anh sẵn sàng về, Việt Anh yên tâm để sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì một cái người uy tín và một cái người có một cái vị trí trong xã hội như giáo sư Do đã từng sử dụng mà lại về chuyên ngành nữa, là viện phó viện là thực phẩm chức năng mà đã sử dụng rồi, thì rõ ràng là chúng ta không có lý do gì chúng ta không yên tâm mà sử dụng cả. Vâng. đấy là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy những cái điều đó thì chúng ta sẽ giải đáp được tất cả những cái thắc mắc là cái này có tốt thật hay không, ok này khác. Thì tôi nghĩ rằng đấy, phải làm được cái như Kickman làm như thế này, và cái điều mà lúc nãy giáo sư Do có nói là được FDA của Hoa Kỳ kiểm nghiệm và chứng nhận, thì Việt Anh được biết rằng đó cũng là một cái đơn vị mà rất là ngặt nghèo trong cái việc mà giám định cũng như là cấp những cái giấy phép, và đã được FDA cấp giấy phép thì có nghĩa rằng cái đấy là hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Có lẽ là Diệp Anh cũng phải nhớ đến sản phẩm Kickman Plus này để sau này Diệp Anh có bạn trai hay là có chồng thì chẳng may mà đang trục trặc thì đừng có vậy vội anh... ngày mặt là lạnh lùng hay là thái độ đáng thúng đụng nia, phải rất thông cảm và phải rất nhẹ nhàng, bởi vì đàn ông chúng tôi thế thôi, cũng rất là mong manh, cũng rất là nhạy cảm đấy, dễ vỡ lắm. Khi nào anh ấy vỡ thì rồi anh sẽ đưa ra sản phẩm Kickman Plus như là một cái chất keo cánh đấy, nó là một cái cứu cánh mà để cho cái hạnh phúc của chúng ta được thăng hoa hơn, tình cảm của chúng ta gắn kết hơn. Bởi vì nói gì nói, anh nghĩ rằng cái chuyện đấy là một cái chuyện từ muôn đời nay nó luôn luôn là một cái chuyện cực kỳ quan trọng, tình cảm gia đình vợ chồng có gắn kết hay không, có thuận buồm xuôi gió hay không là nó hoàn toàn từ cái này, chắc chắn là như vậy. Vâng, vâng, cảm ơn sự có mặt của anh Việt Anh ngày hôm nay đã đem đến cho em những chia sẻ rất là hữu ích, và nhất là giáo sư Hồ Bá Do đã chia sẻ về những vấn đề về yếu sinh lý, một tình trạng mà hiện tại thì nam giới ở Việt Nam gặp phải rất là nhiều, và giới thiệu đến cho chương trình cùng tất cả các quý vị khán giả ngày hôm nay về sản phẩm Kickman Plus.